Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo trên kênh Lục Ngạn của tôi. Thì hôm nay mình ở nhà nên mình đi ra ngoài vườn thăm vườn và cũng như là trả lời một số ý kiến của các bác là gọi trực tiếp và cũng như là lời hỏi thăm. Thì có những bác thì hỏi là vườn nhà mình đã khoanh chưa? Tình hình vải và táo thời điểm này thì nó như thế nào? Thì hôm nay mình ở nhà mình lên một cái clip, hôm nay mình quay vườn vải Thanh Hà và cũng như là vườn táo của nhà mình trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và cũng như là ủng hộ mình trong suốt thời gian qua và cũng như là mọi người đóng góp ý kiến cho mình. Thì nay mình lên một clip, thì nay đây là một cái phía vườn vải ở vườn nhà mình ở gần khu nhà đây. Thì vườn vải này thì nhà mình cũng là khoanh xong rồi nhé mọi người nhé. Đấy, đây là vườn vải Thanh Hà. Còn lớp lọc thì mọi người có thể nhìn thấy là như ở trên video đây, lọc cũng rất là xanh đen và cũng như là hiện tại thì bây giờ nó là đang là cái đầu kim. Nên là nhà mình đã xử lý khoanh rồi nhé mọi người nhé. Và vườn táo thì tí nữa mình sẽ quay review sau. Còn bây giờ mình quay về cái vấn đề về vải thiều, vải Thanh Hà nhé mọi người nhé. Thì như ở đây, đây là cái vải Thanh Hà nhà mình. Thì nhà mình đã khoanh rồi nhé, xử lý khoanh rồi nhé mọi người nhé. Đó. Đây. Mình đưa sát vào cho mọi người cùng xem nhé. Đó. Đó, đấy là cái vết khoanh. Cũng nhà mình mới khoanh được 3 hôm nay thôi. Là nhà mình xử lý bằng cái cưa nhé, bằng cái lưỡi cưa nhé mọi người nhé. Đó, mọi năm thì nhà mình đào là khoanh bằng lưỡi cưa. Đấy. Đây, lớp lọc đây mọi người có thể nhìn kỹ. Ở đây thì nhà mình nó hơi ấm một chút táo. Nên là cây nó cũng lùm lùm. Cây này thì rơi vào khoảng tầm 7-8 năm. Đấy. Thì đây. Đây, mọi người có thể nhìn thấy quan sát này. Đầu kim này. Đó. Đầu nó không tuệ, không bốp là mình có thể là mình xử lý khoanh được rồi nhé mọi người nhé. Đó. Vấn đề về táo thì nhà mình thì đây đấy, vườn táo đây mọi người nhé. Đây, táo đây, táo vừa rồi thì ở cái khu vực trên này thì nó ảnh hưởng nó cũng hơi nhẹ một chút, nó cũng không phải là ảnh hưởng nặng, cũng có gãy nhưng mà nói chung là nó cũng không đáng kể mấy. U hồng nhà mình có nhưng mà nhà mình thì tùy từng cây là mình khoanh được nhé mọi người nhé. Đấy. Cây lên lọc thì cứ để cho nó lên lọc á, lên xong nó ban xong thì mình mới xử lý khoanh. Đây táo đây, táo thì đang ra quả, cái lớp của nhà mình thì nó đang quả vẫn còn là bé lắm đây. Đấy, bằng cái hạt đỗ xanh có quả thì to bằng ngón tay út rồi. Đấy. Hầu như hết như cái lớp to của nhà mình thì nó bị rụng hết rồi. Gió nó quạt cho hỏng hết. Đấy. Đây là cái lớp táo nhà mình nó, thời điểm này nó mới đậu được. Rất là sai nhé, cái lớp sau sau này rất là sai luôn. Và bây giờ thì cũng là thời điểm rất là nhiều sương mù rồi. Đấy. Nên là rất là hay có hiện tượng là bị mốc sương nhé quý vị các bạn nhé. Đấy. Đây là. Đây, toàn cái lớp bé bé này. Không còn cái lớp to nữa, lớp to thì rụng hết, rụng sạch rồi. Còn cái phía đằng bên này thì đấy nó gãy ngổn ngang luôn.
chưa dọn dẹt được đâu vào đâu. Táo thì có một số thì bây giờ nó đang là đẩy lên lộc đây, rất là mạnh. Sau cái đợt nó rụng lá đi, bây giờ nó mọc lại. Đó. Nói chung là cái thời điểm này thì táo nó ra thì nó ra được thì nó cũng ra nhưng mà cũng không thành cái lớp táo đấy. Cái lớp to như này thì của nhà mình rụng hết sạch rồi, không còn nữa. Còn thì nó cũng tỷ lệ nó còn ít thôi, nó cũng không còn nhiều. Cái lớp táo lớp sau cuối cùng đây thì hiện tại thì bây giờ táo nó mới quả bằng hạt đỗ tương đỗ xanh như này thì cái lớp khá là quả bé. Thường thường bây giờ có nhiều nhà là quả to hơn này nhiều, to bằng ngón tay cái à. Đấy là lớp táo táo mùa, còn táo chiêm của mình không nói đến nhé mọi người nhé. Đấy. Thì cái thời điểm đấy là trước kia là mình cũng không thắp bóng đấy. Sau thời gian thắp bóng thì nó cũng rất là hiệu quả để rút kinh nghiệm cho sang năm. Sang năm thì mình sẽ thắp sớm để lấy cái hiệu quả. Thắp trước không thì để cho bà con nào mà áp dụng về theo cái cách làm thì mọi người có thể áp dụng theo. Đấy, vườn nhà mình thì nó không không trống không bắc giàn. Đấy. Có một số khoanh thì là bị ảnh hưởng. Còn là cái số mà không khoanh thì là nó chỉ là sơ sát lá và nó cũng như có tùy từng cây từng cành nó gãy. Đấy, nói về táo xuân thời điểm này thì táo xuân thì ra được cái lớp hoa này nữa là cũng là cái lớp cuối rồi. Cuối rồi, không bây giờ là cái mùa vào thời điểm của táo hoa Đài Loan và cũng như là vào táo kim đại mật đấy. Hai loại táo đấy là về sau này mới là đúng đúng vào cái dịp của nó là không ảnh hưởng đến bão. Còn cái cây này thì nó bị đổ đây. Đổ này thì mình cũng không lâng đấy. Lâng lên là khả năng là bị chết rồi mọi người ạ. Nên là mình vẫn để nó chống chọi ở đây. Thì mọi người có thể xem một quan sát nó xem nó có ra được quả hay không thì mọi người cùng xem nhé. Đấy. Đây cái lớp của nó này. Cái lớp của nó này là lớp quả to này. Đấy. Mình nói chung là không lâng lên là mình để thí điểm là xem nó có bị chết hay không. Đấy. Nhiều nhà các bác là lâng lên là bị chết cây luôn. Đấy. Nhưng mà ở đây mình cứ cạ nó, mặc cạ nó để xem nó như thế nào. Đấy thì hiện tại thì nó vẫn còn sống nha mọi người nhé. Đấy, nó vẫn còn sống nguyên này. Và quả vẫn còn xanh và vẫn còn khỏe. Đấy, nên là mình thử áp dụng xem là để cái cây nó ngả như này thì nó như thế nào. Thì không ngờ thì nó vẫn có cái sức có cái bộ rễ kia nó vẫn ăn xuống được nên là nó vẫn hấp thụ được nuôi sống được cây và cũng như là nuôi được quả ở đây. Đấy, đây là cũng một cái là thử cái bài lười mọi người ạ, thử cái bài lười là xem nó như nào đấy. Nhiều lúc là mình thấy nó ngổn ngang nhìn nó chướng mắt nó khó chịu thì mình nâng lên thôi. Đấy, nhưng mà đây là mình để thí điểm xem là nó như thế nào. Nhiều nhà là lâng lên là nó bị lay đi lay lại cái bộ gốc bộ rễ đâm ra thành đứt đứt rễ. Thế là dẫn đến tình trạng là chết được cây nhé mọi người nhé. Nói chung là cái vườn này ban đầu nó không ảnh hưởng thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà cuối cùng là bị thất vọng luôn mọi người ạ. Nói chung là cũng cái vườn này là mình cái chỗ này là mình đặt niềm tin hy vọng nhất này, quả nó đẹp và nó sai hơn. Đấy. Nhưng mà ai ngờ đây, đấy, bây giờ lên lọc hết luôn. Bây giờ thì nó rụng lá đi rồi thì nó phải mọc lá lên để nó nuôi. Đấy. Đây còn cái lớp quả bên trên kia thì cũng được,
một số thôi, còn một số nó chống chọi với cơn bão đấy thì nó ở lại được, không còn không cái loại lớp bi này cũng mệt với nó lắm mọi người ạ. Chăm sóc này. Bỏ thì thương, vương thì tội. Đó. Cái lớp này thì mình rất là thích này. Đấy. Rất là cái thích cái lớp này nhưng mà rụng sạch luôn. Đấy. Cũng ngại lắm thật sự, nên là mình quay video lên thì mọi người cũng có thể là nhìn thấy là cái vườn nhà mình nó không được gọn gàng, không được đẹp. Đấy, thì mình cũng rất là ngại nhưng mà mình cũng không có gì phải ngại, đáng ngại và phải xấu hổ cả. Bởi vì mình không làm được gọn gàng thì nó chỉ như thế thôi mọi người ạ. Cũng không có gì phải xấu hổ, cũng không phải ngại cả. Nó là thực tế. Bù này hoa rất là sai, nó vẫn còn ra được nữa này, cái lớp hoa. Đấy. Tiếc quá. Nếu mà năm nay là tỷ lệ như mình năm nay thấp bóng á, như vậy là khá là đạt luôn đấy mọi người nhé. Theo như mình đánh giá ở cái vườn nhà mình thôi. Đấy, nếu mà mình giả sử như mình không thấp bóng là khả năng là toạch đấy. Khả năng là toạch tỷ lệ khá là nhiều ấy. Nhưng mà đây mình thấp bóng đi được khoảng tầm 10 ngày. 10 ngày, hơn 10 ngày thế này thì có hiệu quả, là phát hiện ra là tỷ lệ nó đạt so với mình mà không thấp bóng. Sơ xác luôn cái vườn táo. Đó. Nó đánh gãy cả những cái cành kia ngã đấy. Ngã nhưng vẫn chống đấy được, nó đỡ đấy nên là mình cũng không không lâng lên, lâng lên là gãy gãy ngang cành. Đấy, chẳng hạn như bây giờ nó vít xuống đây rồi, bây giờ mình lâng lên là nó sẽ gãy, nên cứ kệ nó thôi. Đây, quả vẫn còn xanh két luôn nha mọi người. Đó. Vẫn còn xanh, cây vẫn còn khỏe lên à, cứ kệ nó thôi. Và đá như này thì nó lại càng dễ hái này. Chơi cái quả bài lười đấy mọi người ạ. Chơi quả bài lười này là lâng lên thì sợ là chết cái gãy cành đấy, mặc dù là cây nó vẫn còn khỏe, nó nuôi được quả nên là cứ cạn nó thôi. Đó. Đây, cái lớp này nhìn mới đầu ban đầu đẹp quá là đẹp luôn mọi người, không ngờ sau này. Đây này, cái này chắc là cũng phải phun thôi mọi người, cũng bị hiện tượng là mốc xương này. Đó. Có ảnh hưởng mốc xương. Cái này thời tiết bây giờ nó cũng bắt đầu ổn định đấy, nắng nên là bây giờ cũng thường xuyên là cái đến cái thời điểm quả nó như phát triển như này thì bón phân và tưới nước thường xuyên này. Và phun thuốc đây. Bây giờ mốc xương rất là nhiều, sau này nó sẽ ảnh hưởng đến quả nhé. Thuốc gì thì mọi người cứ thể là mọi người ra ngoài hiệu thuốc hỏi người ta là mua thuốc trị mốc xương, người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đó. Cái lớp quả to như này còn sót lại được một tí này. Đấy. Đấy. Đây. Cũng một số là bị mốc xương thôi mọi người nhé, từng quả thôi. Rồi chắc là mình hôm nay mình lên một cái video ngắn này, quay ở vườn nhà mình tóm tắt là mọi người cũng hỏi thăm về tình hình quanh vải và cũng như là táo hiện tại vườn nhà mình bây giờ ra sao, thì mình cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và cũng như là lời động viên và ủng hộ cho mình để mình có động lực nhé mọi người nhé. Mọi người xem video thì cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực và kênh phát triển. Còn bây giờ mình xin phép là xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.